Mohamed Salah là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tất nhiên, là một hào kiệt thì ai cũng có cho mình một đối thủ để thôi thúc bản thân không ngừng phát triển. Chắc hẳn Mohamed Salah luôn xem Man City là một trong những đội bóng mạnh nhất vì họ đã cùng Liverpool so kè với nhau qua nhiều năm trở lại đây. Nhưng ngoài đội bóng của Pep, sâu trong Salah còn một đối thủ mà có lẽ đã trở thành kẻ thù với anh, đó là Real Madrid. Vẫn biết bóng đá là môn thể thao cạnh tranh mà ở đó có người thắng và kẻ thua. Nhưng để thua như cách Salah, cùng đội bóng của mình ôm hận trước Real Madrid năm nào, quả thật khó phục. Đó là vào ngày 27 tháng 5 năm 2018, nơi Liverpool nói chung hay Mohamed Salah nói riêng đã hình thành mối thâm thù đậm sâu với Real Madrid. Mùa giải 2017-2018, mùa giải đầu tiên của Mohamed Salah tại sân Anfield, đó cũng là năm tiền đạo người Ai Cập bùng nổ nhất với 44 bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng của Salah giúp The Kop lọt vào trận chung kết Champions League sau 13 năm vắng bóng. Đối thủ của Liverpool trong trận đấu ấy là Real Madrid, đội có lần thứ 3 liên tiếp và chơi trận đấu cuối cùng. Xét về sức mạnh của hai đội lúc bấy giờ, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và dĩ nhiên là nhờ chất lượng đội hình của bộ ba nguyên tử Ronaldo, Gareth Bale và Benzema. Thế nhưng khi bước vào trận đấu, Liverpool mới là những người chơi lấn lướt hơn. Salah là ngôi sao của trận chung kết sau hơn 20 phút. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, Salah tung ra hai cú sút và có hai đường truyền mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Còn với Ronaldo, Benzema, họ lọt thỏm trong chiến trận gegenpressing mà The Kop đã dàn ra. Thế nhưng, khi tất cả tưởng rằng đây là trận chung kết của Salah, đã nghĩ tới việc Champions League sẽ không phải chịu sự thống trị nhàm chán của Real, thì cú sốc lại xảy ra. Sau va chạm với Sergio Ramos, Salah bị đau ở vai. Anh chỉ cố đá thêm được vài phút, rồi chấp nhận rời sân trong những giọt nước mắt. Trận chung kết coi như chấm dứt với Liverpool thời điểm đó, kể từ khi những giọt nước mắt của Salah rơi ở Kiev. Mất đi cầu thủ chủ lực, The Kop như rắn mất đầu. Trước khi Salah chấn thương, Liverpool tung ra 9 cú sút. Sau khi Salah rời sân, The Kop không dứt điểm một lần nào trong thời gian còn lại của hiệp 1. Hiệp 2 tình hình chẳng khá hơn là bao, mặc dù Liverpool ghi được một bàn. Giấc mơ vô địch của họ coi như khép lại cùng với những giọt nước mắt của Salah. Thực tế cho thấy, mất đi Salah, Liverpool vẫn thi đấu rất có nét. Nhưng tiếc là họ đã biếu không cho đối thủ hai bàn thắng từ sai lầm của Loris Karius. Real Madrid không chơi hay hơn là bao, chỉ đơn giản là họ bản lĩnh hơn và tận dụng sai lầm của đối phương tốt hơn. Như vậy là đủ để Los Blancos hoàn thành cú hat-trick Champions League. Với Liverpool và đặc biệt là Mohamed Salah, thất bại này thật khó nuốt trôi. Tất nhiên ta cũng chưa dám khẳng định rằng nếu Mohamed Salah thi đấu hết 90 phút, Liverpool có thể đánh bại được Real Madrid. Nhưng chắc chắn, nếu còn tiền đạo người Ai Cập trên sân, anh sẽ là mối đe dọa chính lên khung thành của Keylor Navas lúc bấy giờ. Hai tháng trôi qua kể từ lần thất bại ấy, huấn luyện viên Jurgen Klopp bức xúc cho hay: "Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể chịu đựng được một trải nghiệm kiểu như vậy nữa hay không. Thật tồi khi bạn bước vào trận đấu và quật ngã tiền đạo chủ lực đối phương, rồi nện cho thủ môn đối phương một cùi trỏ để giành chiến thắng. Trừ phi bạn là fan của Real Madrid, bạn mới không thấy đấy là một tình huống tiểu xảo và độc ác. Nếu VAR được sử dụng trong trận đấu đó, chắc chắn Ramos sẽ bị thẻ đỏ." Jurgen Klopp hẳn đã nói thay tiếng lòng của nhiều cổ động viên Liverpool, trong đó có cả Mohamed Salah. Dĩ nhiên với những người ủng hộ The Kop, thất bại tại Kiev năm ấy khiến họ không phục. Và họ coi Real Madrid đã có chiến thắng một cách xấu xí. Với Salah, dù có lòng vị tha lớn đến đâu, nhưng khi bị chơi xấu và đội bóng của mình thua trận, anh cũng khó lòng bỏ qua cho đối phương. Chỉ tiếc rằng VAR lúc ấy một tháng sau mới xuất hiện tại World Cup 2018. Nếu không, va chạm giữa anh và Ramos đã được nhận định một cách minh bạch hơn. Thời gian trôi qua quả thật nhanh, Salah trở lại sau chấn thương và đã duy trì được phong độ đáng nể. Anh cùng Liverpool đứng lên sau thất bại bằng danh hiệu Champions League một năm sau đó. Kế tiếp lần lượt là những FIFA Club World Cup, Premier League, FA Cup. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày ấy, Liverpool đã mạnh, nay còn mạnh hơn. Với Real, sức mạnh của họ có phần suy yếu kể từ khi Ronaldo rời đi và Gareth Bale đánh mất phong độ. Thế nhưng định mệnh một lần nữa lại đưa Liverpool tái ngộ với Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa giải năm nay. Liverpool với vị thế là đội bóng toàn diện, thách thức Real Madrid ở đấu trường và đối thủ là vua. Nhưng ở đó, với Salah, cuộc chiến sắp tới đây còn có ý nghĩa lớn hơn vậy. Real Madrid lúc này không còn có Sergio Ramos, người được xem là kẻ thù không đội trời chung với Salah. Đó sẽ là một thoáng tiếc nuối với Salah, nhưng hẳn điều ấy không ảnh hưởng tới quyết tâm phục thù của tiền đạo người Ai Cập. Ngay sau trận bán kết lượt về gặp Villarreal, Salah đã không ngần ngại chia sẻ: "Phải nói thật lòng là tôi muốn chơi với Real Madrid ở trận đấu cuối cùng. Man City là một đối thủ thực sự khó khăn.
Chúng tôi đã đối đầu với họ một vài lần trong mùa giải này, nhưng tôi muốn gặp Real hơn. 4 năm trước là một trận đấu rất buồn của cá nhân tôi và cả Liverpool nữa. Chúng tôi đã thua họ trong trận chung kết năm đó. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn gặp họ. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Hẳn Salah đã được chờ đợi rất lâu để nói ra câu này. Nhiều người cho rằng mong muốn đối đầu với Real chỉ đơn giản vì họ dễ chơi hơn Man City. Đội bóng mà Salah và các đồng đội chưa thể đánh bại ở mùa giải này. Đúng là Los Blancos hiện tại đang bị đánh giá thấp hơn so với nhiều đối thủ khác tại vòng knockout cho đến trận chung kết. Nhưng họ đang chơi một thứ bóng đá ma thuật được gọi là DNA của Champions League. Điều đó có nghĩa là Real Madrid có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là một Liverpool đánh giá cao như hiện tại. Salah hẳn không muốn điều đó lặp lại. Lời phát biểu của Salah như một bức chiến thư gửi đến Real Madrid với thông điệp muốn trả xong phẳng món nợ 4 năm về trước. Sau đó, danh hiệu Champions League sẽ được hướng đến. Việc các cầu thủ, huấn luyện viên có những lời lẽ khích tướng đối phương trước trận đấu là điều không còn xa lạ. Nhưng với một người vốn kiệm lời như Salah, thì phát ngôn hướng đến Real Madrid cho thấy anh có mối thù đậm sâu với Los Blancos. 4 năm qua, dù giành được đủ vinh quang, nhưng hẳn Salah vẫn luôn đau đáu vết thương tại Kiev năm nào. Giờ đây, nếu có thể phục thù thành công, đó hẳn là chiến quả ngọt ngào và thỏa mãn nhất với Mohamed Salah. Mohamed Salah như một chú sư tử phi châu đã ngậm một nỗi căm hờn trong cụi sắt để lấy nỗi đau 4 năm trước làm động lực nhằm cất cao tiếng gầm vang đầy uy mãnh. Lúc này, anh đã là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và mang trong mình trọng trách đánh bại đội bóng thành công nhất tại Cúp C1. Suy cho cùng, Salah cũng là con người, mà đã là con người chúng ta, ai cũng có một nỗi đau đáu, dù lớn, dù nhỏ, chưa thể hoàn thành. Có lẽ anh không ghét Real Madrid hoặc Sergio Ramos đến mức báo chí thêu dệt, nhưng họ là những vật cản mà anh khao khát vượt qua, những điều dang dở mà anh chưa thể hoàn thành tại trận chung kết 4 năm về trước. Giờ đây, Salah có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút tại Stade de France, và nếu ghi được bàn thắng đánh bại đối thủ để mang về danh hiệu cho The Cup, đó hẳn là kết cục viên mãn trong sự nghiệp của tiền đạo người Ai Cập. Và đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Và mình là Mai Anh Tài. Một lần nữa, xin cảm ơn.